assim, ó. Thank you.
Hoa nhỉ? Ở dưới sân cũng thế mà. Seven. Mẹ trong gà thích nhỉ? Đây. Đùi đâu có thích này. Một bet 77. Ờ. Lọng 85 con này nó xuống khoảng 2 3 cân thì đẹp. 82 kg. Thật là cao dày như Rivaldo. Cản nước nhé. Bây giờ mình đang thiếu một thằng cản nước, có nó cản nước là ok rồi. Phải thua Rivaldo mấy phân thôi. Có người cản nước thì mới phá được cái hệ thống phòng ngự của người ta đây. Chứ còn ông thằng da trắng cao hơn. Các anh nhìn ra nó cao hơn không? Sao cao hơn không? Sao cao hơn không? Sao cao hơn không? Giống thằng Ma Lê có thể gốc như anh nhảy như thế. Ông 22 con hàng rồi. Hai con hàng hiệu rồi thì mẹ anh. Được. Nói rằng con 55 thì em chưa xem. Không. Thằng em nó còn đắt hơn thằng thì à? Đắt hơn thằng thứ 10 cả. Thì à? Thì đéo cần phải xem nhá, cũng cần phải thử. Thằng con 55 đắt hơn. Nếu mà không phải thử. Thằng này đáng đồng. Đang thiếu đúng rằng như thế. Mình đang kiểu Di Mario đấy. 300.000 này 350.000 thì mẹ này đẳng cấp hơn. Nó vào nó cản nước thì nó mới phá được cái vòng vòng chay vào ra được. Không phải thử tiếp đâu. Sang đá luôn. Nó chưa vào nó chưa vào được đúng cái vòng máy rồi. Tất nhiên rồi. Nhìn cái thể hình nó như thể hình đang mình đã thích rồi chưa từng biết đá như là. Hôm qua ông kia anh em nói chuyện đây đúng không? Đúng rồi. Cần em thấy nó tập đây là rất ok là đúng rồi. Nó bóng hết. Nó thu bài rất được chưa kể là đá như hôm nay. Chào đấy. Nó thấy mình thích mà. Thấy không? Mình vừa sa lui thì kẹo mình vừa quấn. Ôi. Đùi quấn chắc dã man luôn thì vô tổ. Mẹ loại nhá, cái loại